Ông kia! Ông dám chạy đúng không? Đứng lại! Ôi ra đây! Đứng lại nhanh lên! Ôi ông kia! Đâu rồi? Đâu rồi? Ra đây nhanh lên, bà mà biết nhá! Bà mà tìm được nhá thì biết tay bà! Ôi đâu rồi? Ra đây nhanh, khôn hồn thì ra đây nhá! Khôn hồn thì ra đây, bà còn tha cho chứ để bà bắt được nhá! Rồi vẫn kiên quyết không ra đúng không? Tí được bắt được, đánh cho nát xương như còn gì nữa. Bắt được mà dễ, bắt được mà dễ. Đuổi đi, đuổi được mà dễ. Hả? Tí rơi mất cái đuổi. À, bây giờ chỉ 2 năm rõ 10 rồi nhá. Hả? Sao lại ăn bụng? Hả? Tôi xin mày. Đây là cái gì? Đuổi cá. Cá này lấy ở đâu? Cá chép lấy ở nhà mình. Thế tôi hỏi ông, hôm nay là ngày bao nhiêu? 23 tháng Chạp. Là ngày gì? Ông Công, ông Táo. Thế tại sao tôi thắp hương xong, tôi bảo ông đi thả cá cho tôi, ông đã thả chưa? Thả rồi. Thả ở đâu? Nồi. Rồi ôi, thả ở nồi rồi ôi, là rồi ôi. Ông có biết là cả một năm trời qua, các ông bà Táo đã phải sống ở nơi xó bếp nhà mình. Chỉ có một ngày 23 thôi là các ông bà được thăng thiên về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng những tu nhân tích đức của tôi. Tích được nhiều đức lắm. Thế mà ông nỡ bẻ luôn cái đuôi cá như thế này thì các ông bà lấy gì để cưỡi? Không, à? Không phải bẻ đuôi cá, tôi ăn hết mà còn cái đuôi thôi chứ. Lại còn ăn hết cả. Trời ơi. Chồng cứ đánh chồng chán chát. Thế bây giờ tôi hỏi ông ăn hết như thế này thì các ông bà Táo lấy gì cưỡi về trời? Không phải cưỡi, các ngài thông chi tam giới, tự bay cần gì mà phải cưỡi con cá làm gì cho nó tanh người ra. Được rồi. Thế thì tôi cho ông thông chi tam giới luôn nhá. Tôi xin mình. Tôi xin mình ơi. Ôi giời ơi, mình ơi, giữa đường giữa xá này cứ đem chồng ra giữa đường giữa xá bêu này, môi hở răng lạnh. Mình ơi, vạch áo cho người xem lưng làm gì. Rồi ơi, cứ mang tôi về nhà rồi mình đánh thế nào cũng được. Đánh đòn âm tôi chịu được chứ đánh như đây mất thể diện lắm. Đòn âm là thế nào? Là sư thúc vào thận tôi này này. À, đừng đánh vào mặt. Hóa ra là bây giờ ông lại còn xui dạy tôi là đánh vào thận ông đúng không? Đánh vào thận ông để ông hư thận thì tôi dùng bằng cái gì? Ôi trời ơi, dùng mà chả yêu thương cái gì, dùng làm gì? À, bây giờ lại bảo, ông lại bảo là tôi không yêu thương ông đúng không? Xin mình đừng đánh tôi, khổ thân tôi. Quỳ xuống, không thể tha cái tội này được. Cái tội mà dám vô lễ với ông Táo bà Táo, có mỗi con cá để cho ông bà Táo cưỡi về trời thì ông ăn mất. Ông bà Táo cưỡi về bằng cái gì? Bây giờ ông quỳ xuống đây. Ông quỳ xuống đây. Đến bao giờ ông Táo bà Táo về thì tôi sẽ cho ông về nhá. 30 Tết cơ ông bà mới về. Thì 30 Tết ông về. Ngồi đây mà ăn năn sám hối đi. Tôi ăn năn sám hối, tôi biết lỗi rồi mình ơi. Cho tôi đứng. Ông nhờn với tôi đúng không? Không không không. Ông lại nhờn với tôi đúng không? Không không, mình đừng đấm nữa. Quê. Quê. À mình ơi, cho tôi xin nói một điều. Nói. Hôm nay bên nhà nội dặn vợ chồng mình đưa con cái sang ăn cơm mà mình đánh mặt mũi tôi ra như thế này rồi bắt tôi quỳ đây rồi đến lúc ông bà mà biết thì chẳng còn mặt mũi nào nữa. Tôi không cần quan tâm nhé. Với lại là mình bảo là mình tu nhân tích đức thì hôm nay mình tích một tí đức đi. Mình đừng bắt tôi quỳ nữa. Tôi đang tích đức đây. Sang đấy cho ông bà hoan hỉ. Ông quỳ ngay ở đây nhé. Bây giờ tôi sẽ đi về.
Một lúc nữa tôi ra mà tôi thấy ông đứng lên thì ông đừng trách tôi. Nghe rõ chưa? Vâng. Nghe chưa? Vâng, vâng. Chiều quá rồi hóa hư. Quỳ xuống. Tưởng thế nào? Hóa ra bạn mình cũng là thằng Sa Ba. Sa bảo ở nhà chỉ có vợ quỳ, thế mà bây giờ ra đây quỳ làm gì thế? Đây ở đường mà. Ra đường quỳ làm gì? Lễ trời lễ đất. Hôm nay 23 tháng chạp. Lạy trời lạy đất ấy mà. Ôi, thế lạy trời lạy đất, lạy ông công, ông táo, thái thượng lão quân, thái bạch kim tinh cho bạn con bớt sợ vợ. Ôi trời. Ôi trời. Cái guốc này là của ai? Của chồng. Đi vào. Vâng. Chết mày chưa, đồ con tiều. Thế mà hôm qua cứ bảo là không sợ vợ, thế bây giờ mày trắng mắt ra chưa? Đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười, hôm nay thì mày chết nhá. Đắng mặt là trái, sống ở trên đời cho nó đáng mặt là trái, sỏi xanh cũng lội trong gai cũng treo, dù ai sang trọng đói nghèo. Này bạn tôi. Bạn tôi nói gì tôi? Vào nhà tôi giới thiệu nhà tôi cho bạn. Ôi thôi thôi, xin phép bạn, chắc là để khi khác. Chưa vào nhà bạn thì vợ bạn cứ mặt nặng mày nhẹ, chồng khó chịu lắm. Không, bạn cứ hiểu lầm. Cái tánh tôi là rất yêu thương bạn mình. Rượu chè rồi nhưng bạn đã ăn gì đâu. Ôi quan trọng gì đâu. Không, bạn là phải vào làm bát cơm cho nó ấm bụng, rồi về oánh một giấc ngon lành, mai lại tỉnh táo. Nhưng mà đây phải nhà bạn đâu, đây là nhà vợ bạn mà. Ôi trời, đây không phải nhà tôi, nhưng đây lại là nhà cha vợ tôi. Trước sau gì ông ấy cũng khuất núi, mà ông ấy khuất núi thì cái nhà này là của tôi chứ của ai. Khôn quá, khôn. Thôi nghe tôi. Tôi thiết đãi bạn một bữa cơm rau dưa. Thôi. Nhưng quan trọng nhất ý, sao? Tôi cho bạn thấy cái cách tôi dạy vợ. Tôi cho bạn thấy bu nó đâu. Bu nó đâu rồi? Cái gì? Cái gì? Ôi giời ơi.
đây bảo cái coi. Dạ, em đây ạ. Cụp cái mắt xuống. Dạ. Nói vợ thế. Thấy chưa? Chào bạn tôi chưa? Khoanh cái tay vào. Ôi, dạ. Em chào bạn của chồng em ạ. Mày thấy chưa? Được đấy, được đấy. Đã chuẩn bị cơm nước chưa? Em đang chuẩn bị đấy mình ạ. Hôm nay đặc biệt. Chó im. Hôm nay đặc biệt. Bạn tôi đến chơi. Dạ. Không cơm rau dưa như bình thường được. Vâng ạ. Hãy thịt ngay con gà sống thiến tôi nuôi ở vườn ấy. Ok mình ơi. Con gà đấy em để dành Tết 30 đấy. Thôi bạn. Thôi ăn uống gì. Gà để dành. Con gà sống đấy để tôi thiết bạn tôi. Còn đêm 30 ấy cúng con vịt. Ô kìa, cúng vịt làm sao được mình? Thì nói có nghe không? Ôi dạ vâng ạ. Thôi đi làm cơm đi. Dạ. Ăn tôi vào. Cứ nói to lên chứ sao, cứ phải nói bé làm nói gì. Bé thì cái này không nói to được. Nói. Hay là nói to nhá. Thế sao mà với con hến bạn cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng vuốt ve âu yếm mà với vợ bạn cứ dùi đục chấm mắm cấy để à, mà lại còn cho nó bao nhiêu tiền nữa. Ôi vợ mình nói năng nó mày giết tao rồi. Ông ra đây, đi ra đây, giỏi thật, nhẹ nhàng này, viết về con hến này, cho hết tiền này, cho hết tiền này, ông đi vào đây chết với tôi. Anh tin tưởng, không sợ vợ phải như thằng này này. Nhanh cái chân lên. Đã nói như thế rồi là sang bên đấy. Về với thầy U thì nhanh nhanh chóng chóng lên. Ông tưởng là có một mình nhà ông à? Còn nhà tôi, thầy U tôi cũng đang đợi kìa. Tôi giận thì mình. Bao lâu nay tôi không được về thăm thầy U tôi. Tôi về thì tôi cũng phải có câu chuyện, câu trò. Tôi thăm hỏi thầy U, thăm hỏi họ hàng, làng xóm. Chuyện thì là đủ rồi. Mà về thăm thầy U thôi. Sao phải thăm hàng xóm, sao phải thăm họ hàng? Thế sống thì phải có nguồn, có gốc, có trước, có sau chứ. Thế tôi hỏi ông ở với tôi hay ông ở với thầy U ông? Hả? Ở với mình cả năm. Hả? Chui dưới gầm trạn nhà mình cả đời. Ở với bố mẹ cả đời rồi. Dạ, không lý sự nữa nhá, không tranh luận nữa nhá. Bây giờ nhanh lên, nhanh lên đi sao không thầy U tôi đợi, nhanh lên. Tôi bảo bà rót trà, bà có rót không? Bà cứ đợi đấy nha. Bà cứ đợi đấy. Tôi nói cho bà biết nhé. Tôi truyền đời bá danh cho bà biết nhé. Bà mà hốt nhé là tôi đánh tuốt xác. À, hốt nữa nhé. Trả về nơi sản xuất nhé. Cái nhà nó phải có nóc nhé. Cái người đàn ông, cái người chồng trong nhà nó phải là chuột cụ nhé. À không, cụ chốt. À không, nhầm, nó phải là trụ cột nhé. Cho nên tôi nói ấy, là bà phải nghe nhé. Không được cãi, không được hôn, nhớ chưa? Cái gì à? Thế? Chuột mới cả trụ cột cái gì thế? Sao? Thế ông muốn làm chuột gì? Chuột nhất. Thế ông vừa đập bàn, đập ghế gì ở đây? Đâu, thì như tôi đã nói với bà ấy, năm nay bà để cho tôi được làm người đàn ông. Thế vừa rồi là tôi tập để ra oai một tí thôi. Thế bình thường ông phải là đàn ông à? Thì tôi là đàn ông, tôi là chồng bà. Nhưng bà xem ấy, cái việc gì trong cái gia đình để đến tay tôi. Tôi thì cái thân phận của nữ công gia chánh ấy. Nữ công gia chánh nhá.
mọi việc trong nhà ấy, đã có người ăn kẻ ở nó làm rồi. Ông làm cái gì? Thì đấy, đây này, này, bà thấy này, những cái bộ quần áo trên người tôi mặc này, nó cũng không phải là đàn ông. Đây, đây là tôi mặc lại của bà này, rồi cả cái vấn này, này bà thấy không? Nó có vừa mới đầu tôi đâu, là của bà dùng cũ rồi bà để lại tôi dùng. Thế thì tôi chả có một tí nào là chồng bà là cái dáng đàn ông ở cái gia đình này. Cái là đàn ông ấy, ông có làm được đâu. Ông kêu cái gì? Cho tôi ít hào này, tôi mừng tuổi, con cháu thì đông mà trong người chả có xu là nó cũng ngượng. Thôi đi, cái việc ý nhá, không đến lượt ông hiểu chưa? Thôi, thì không nói đến tiền, thế bà cho tôi sẵn sàng một tí nhá. Con phải tùy xem thái độ thế nào đã nhá. Này, tôi thấy các con nó bảo là hai ba nó sang đây ăn ông công ông táo nhà mình đấy. Ông liệu mà xem nhà cửa dọn dẹp như thế nào đi nhá. Còn bây giờ ấy, tôi sang nhà bà Lý, tôi gửi chút quà Tết nhá. Liệu đấy. Biết rồi. Tối nay đợi mày ngủ say nhé, ông trời cho mày chết. Thầy ơi! Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Con chào thầy! Con đâu rồi thầy? Thầy! Tao lạy mày. Mày bé bé cái mồm một tí, tao vừa thoát được cái nợ này thì đến cái nần này nhé. Ôi trời ơi! Mệt! Thầy này! Con này phải giống u con chứ! Ôi trời! Mày cứ nói con thế. Mày bé bé cái mồm thôi nhá. Tao vừa yên ổn được một tí đấy nhá. Con đã nói gì đâu. Im. Mà thằng kia, sao mày cứ đứng đấy hả? Con đứng cho chân cứng đá mềm. Đứng cho chân cứng đá mềm à? Dạ. Mà mày mặc áo của ai đấy con? Dạ, áo của con mà. Áo của mày sao mà ta thấy nó rộng mà nó như là áo của vợ mày là thế nào hả? Thầy! Con gầy, nó rúm á. Hả? Thôi thì vào đây ngồi đi con. Con này, đứng dậy cho thằng chồng mày nó ngồi. Kìa, thầy bảo ngồi đi. Con đứng được mà. Đấy! Nhà con thích đứng mà. Này, dâu là con, rể là khách nhá. Mày đứng dậy cho nó ngồi. Kìa thầy bảo kìa. Đấy thế chưa, con bảo rồi, có ngồi đâu mà thầy cứ. Cái thằng này. Ui giời, mày sợ vợ mày à? Hả? Không, con tôn trọng vợ con. Ui giời ơi, trần đời tao chưa thấy cái thằng đàn ông nào như mày nhé. Thầy nói cho mày biết. Dạ. Trong cái gia đình, người đàn ông phải là trụ cột của cái gia đình nhé. Người đàn ông nói một cái là người vợ phải răm rấp nghe nghe. Thầy! Hả? Sao thầy lại nói thế? Ô. Nhà con khác. Nhà con khác à? Đấy là nhà mày, còn đây là nhà thầy nhá. Đây cũng là nhà con chứ. Ô hay, tao đã mua nhà cho vợ chồng mày rồi, thì đây là nhà tao nhá. Mà thôi, mày xuống bếp nhá, xem con sen người ở nó làm cơm đến đâu rồi, mang lên đây, tao đãi con rể tao nhá. Mày xuống bếp, xem con sen người ở nó làm đến đâu rồi, mang lên đây để tao đãi thầy tao. Cái con này. Dạ. Tao bảo mày ấy, sao mày lại đi truyền nó là thế hả? Tao bảo mày ấy. Con này láo nhỉ? Ai? Để đấy, thầy xử lý. Vâng. Mày, con Liêu, xuống bếp nhá, để cho thằng chồng mày ngồi đây, nhớ chưa? Thầy này, cái mày nhỉ? Sướng nhá. Nhanh. Thầy. Anh chửi ai đấy? Ui. Dạ con chửi thầm thế mà thầy cũng nghe thế ạ. Thầm là thầm thế nào? Tôi nhìn cái khẩu hình của anh là tôi biết là anh chửi tôi đó nhá. Thôi, ngồi vào đây. Xin thầy. Ngồi vào đây. Con đè nén nhiều quá nên con đã chót buột miệng con chửi thầm. Không sao, thầy được. Sao? Lần này thầy bỏ qua thôi. Con thấy không? Ở trong cái gia đình, cái người đàn ông nó phải có uy. Thầy nói một cái
còn cái liễu đó phải nghe răm rắp này, hôn là không có được, hôn là thầy oanh chết nhá. Thế thì đàn bà ấy, đừng có nhường nhịn quá, được đằng chân nó sẽ lân lên đằng thủ. Thủ là đầu. Đúng rồi, thủ là đầu, mặt đủ là nó sẽ đè đằng chân. Cháu không những nó đè con, nó còn thụi vào thận con, toàn đánh đòn âm, không thở được luôn. Thầy, thầy sao đấy? Đau thận ạ? Tôi ngứa, tôi gãi. Thế con cứ thấy thầy ôm ôm. Anh thấy không? Đàn bà được đằng chân là nó sẽ lân lên đằng đầu ngay. Cho nên là mình phải có cái sĩ diện của cái người đàn ông. Đó. Mình phải có cái uy của người đàn ông. Anh hiểu không? Con kính thầy. Con nể, con thương vợ con thôi. Chứ nói thật là cũng không sợ lắm đâu. Thầy, hôm nay cũng 2-3 tháng chạp rồi. Thầy xem thế nào, thầy giúp con, thầy đưa cái gia đình con nó về cái tôn ti để sang năm con hoan hỉ. Chứ cứ như thế này con chả sống được bao lâu. Đúng. Thận thì dập rồi. Ở cái gia đình ấy, nhá, cái người đàn ông ấy, là nó phải có tiếng nói nhá. Con vẫn nói đấy. Tiếng nói nó phải có trọng lượng. À như vậy. Chứ không phải nói ly nhí như này. Thôi được rồi, anh cứ để đấy nhá. Để tôi gọi cái con cái liễu nó mang cái bơm rượu lên đây nhá. Tôi và anh sẽ làm chén cho tôi sẽ dạy anh cái cách làm thế nào để cho cái gia đình nó phải đi vào cái nề nếp gia phong. Người đàn ông nó phải là cái trụ cột, nó phải có tiếng ăn tiếng nói ở cái gia đình nhá. Thầy xin nó cho con uống mấy chén. Ôi giời. Anh cứ sợ có tôi đấy, cứ phải lo. Vậy. Liễu đâu? Con cái liễu đâu? Mày mang cái... Sao nó giống giọng vợ tôi thế nhỉ? Mày mang cái dạ lên đây, mâm cơm rượu đã có chưa? Hả? Mang lên! Mày nhanh cái chân lên thế nào? Ui giời. Tí thì đỡ. Đỡ thì không đỡ. Mời thầy ạ. Bại không? Rót rượu cho thầy đi. Này. Chị Liễu. Dạ. Làm cái gì? Ăn ạ. Ai cho mày ngồi đây? Đàn bà con gái là không được phép ngồi chung mâm với đàn ông trong cái gia đình nhá. Nhà con vẫn ngồi mà. Đấy là nhà mày, còn đây là nhà tao. Tao đã mua nhà cho mày rồi. Xuống bếp. Khi nào tao ăn xong tao gọi lên thì dọn, hiểu chưa? Thầy con này hỗn nhỉ. Ăn nè. Thầy bước. Anh lại định chửi nó đấy à? Không, rắc rắc ạ. Anh thấy chưa? Tôi nói một là một, hai là hai. Nó phải có tôn ti trật tự. Anh rót rượu đi. Dạ, con rót rồi. À. Con kính thầy ạ. Được rồi. Dạ. Để tôi với anh uống xong chén này dạ. Nhé. Tôi sẽ dạy anh cách làm người chồng, người đàn ông trong một cái gia đình. Nhé. Dạ. Thế thì còn gì bằng ạ? Con mời thầy ạ. Đã bao giờ ở trong mâm cơm mà anh bảo cái con cái liễu nó đi nó hâm lại cái bát nước mắm cho anh chứ? Nước mắm thì việc gì phải hâm ạ? Thế nó mới là cái oai phong, cái lẫm liệt hả? Mình bắt nó cái gì nó phải làm. Thầy tỉ mỉ quá. Phải kỹ như thế nhá. Dạ. Thì nó mới ra cái tôn ti, cái trật tự, nó ra cái nề nếp gia phong của một cái gia đình ra sao. Thầy dạy phải lắm ạ. Dạ. Thế dạ. Bày cơm ra rồi mà nó không cho mình ăn thì làm thế nào? Anh như thế là không được. Bày cơm ra mà nó không cho mình ăn thì mình sẽ không ăn. Thế thì không ăn mình đói, mình hoa mắt, mình chết hả thầy? Mình sẽ không ăn mà mình chờ cho nó đi ngủ rồi. Làm sao? Mình xuống bếp mình ăn cơm nguội.
ăn vụ. Chứ sao? Úi giời, ăn vụ nó bắt được nó đánh chết nữa. Thế thì chờ nó ngủ kỹ rồi bắt đầu mình mới xuống mình ăn vụ. Đấy, để cho nó tưởng rằng là mình không ăn, tức là mình tuyệt thực. Tuyệt thực để cho nó thương, không? Nó lo. Nó lo. Thầy dạy chứ phải, đúng là khôn đâu đến trẻ mà khỏe đâu đến già. Dạ. Uống đi. Dạ. Được. Nó phải thế nó mới ra cái tôn chi trật tự được. Anh nhớ đi. Đang nhớ đây. Không ở nổi mắt. Thôi. Uống nhiều không? Kinh nhỉ? Hôm nay lại uống rượu cơ đấy. Ăn đòn chưa chừa đúng không? Hôm nọ ăn đòn chưa chừa đúng không? Đòn gì? Hả? Đòn nào? Có thích đòn nào không? Đòn nào này? Đòn nào này? Không chừa à? Mày chết chưa con? Mày dám cãi lời vợ, nó đánh cho tím mắt rồi con. Có thích nữa không? Nữa đi con. Có thích nữa không? Mày làm gì đấy? Làm gì đấy? Đúng rồi, mạnh lên con rể, mạnh lên con rể, mạnh lên con rể. Thôi thôi thôi, thôi thôi. Thầy ơi, đánh con rể, thầy ơi, đánh con rể. Đánh nhỏ năm nhá. Thằng kia, đánh nhỏ năm nhá, đáng mặt đàn ông chưa? Đáng mặt đàn ông chưa? Ai cho mày dám đánh con gái nào? Đánh nhỏ năm. Mày được lắm, mày đánh con gái nào? Thì tao sẽ đánh vợ mày. Đánh con này. Tao sẽ đánh vợ mày. Đánh con này. Ông đánh vợ tôi đúng không? Ông đánh vợ tôi đúng không? Tôi đập con gái đấy. Mày dám đánh con gái tao à? Tao sẽ đánh vợ mày. Ông đánh vợ tôi à? Mày, thằng này nó láo. Nó lắm, đánh con gái tôi. Tôi phải đánh vợ nữa. Ông đánh vợ thôi. Ây trời ơi. Trời ơi. Rượu với cả chè say đến mức ấy. Đánh cả vợ, đánh cả con gái mình như thế à? Thế chăng? À thế thì tôi chọn ông một quả. Ôi tôi cắn rơm cắn cỏ, tôi lạy bà tha cho tôi. Thầy. Sao thầy bảo thầy không sợ vợ? Nói là việc của mồm, chứ cả cái tổ cái làng này thằng nào mà không sợ vợ. Ôi, nhanh cái chân lên xem nào. Rồi, đúng không? Nhanh lên, sốt ruột quá cơ. Mà làm gì mà cứ phải cuống đến thế nữa. Mà vội mà cần tớ chẳng có đi đâu. Mà vội mà cần thúng thăng con gậy. Giò lăn bậc thang ấy mới tung hoành. Một cõi giang sàn chẳng thèm mà nhớ tới nháy, chẳng mang nhìn ai sống ở trên đời cho nó đáng mặt. Là trai, là trai nó phải từ từ, nó phải trai này, trai này này, làm gì mà sốt sắng đấy? Chả sốt sắng thì sao, người ta đã bảo rồi, cái miệng đi trước cái miệng khôn, mình mà không đi đến nhanh hết cỗ thì sao? Hết làm sao được cỗ? Làm sao mà không hết được? Không, tôi biết mình không phải cái ngứa tham ăn tục uống, nhưng mà làm gì cả cuống cả lên. Đi đến đâu ấy, nghe tôi dặn đây, phải giữ ý giữ tứ một tí, đừng có mà sốt sắng rồi làm tôi xấu hổ. Cái gì? Mất mặt với bạn bè. Xấu hổ? Mất mặt? Tôi làm gì mà xấu hổ mất mặt? Hả? Hả? Đã
làm cái gì chưa? Đã làm cái gì mà bảo là xấu hổ mất mặt hả? Đấy đấy, tính đấy, cái mồm đấy. Ăn thì không cuống cả lên. Nói thì gắt như hổ lửa ấy. À, thế bây giờ xấu hổ mất mặt. Đấy, đi một mình đi. Con này dỗi, con này đi về. Không phải dỗi. Này, gâm khổ. Tôi bảo không phải dỗi. Khổ quá, đi đâu thì nó phải có vợ, có chồng. Tôi có dám nói gì mình đâu. Nhưng mà là tôi chỉ góp ý với mình, để cho mình sửa đi một tí, nhẹ nhàng một tí, ý tứ tế nhị một tí. Đừng có làm mất mặt chồng con, làm tôi xấu hổ với bạn bè, chứ không có cái gì cả. Thôi được rồi, mình muốn thế nào cũng được. Hai vợ chồng mình sang mừng cho bạn tôi. Nhớ cái mồm đi nhá. Mà này, đây nói cho biết nhá, làng xã này đều biết rằng là cái tính của con này như thế nào nhá. Cái tính nó nói như thế thôi, chứ còn bản chất tốt nhá, cả cái làng cái tổng này ai mà chả biết. Biết rồi. Đừng có nói nhiều. Tốt thì thôi, mình lấy mình. Nhưng mà nhẹ nhàng tí nhá, giữ ý một tí nhá. Rồi. Thôi đi. Nói nhiều quá, dặn nhiều, vẫn cả ruột. Đi nhanh lên. Dạ bẩm ông, nhà có khách ạ. Ai đây con? Dạ bẩm ông Phú Nghĩa. Mời ông bà ấy vào. Dạ. Nhanh lên con. Dạ con mời ông bà. Cảm ơn anh. Ôi giời. Chào ông ạ. Chào ông. Cơm. Nhà cửa khang trang quá. Chào bà, mời ông bà ngồi ạ. Dạ cũng cảm ơn ông bà. Dạ cũng bình thường thôi ạ. Dạ mời ông bà ngồi ạ. Vâng. Ôi trời ơi, tao nói là nó sạch sạch tê. Người ta bảo đúng không sai, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Bảo sao em đến nhà bác em lạnh, em mát quá là mát. Hai bác ngồi uống nước, rồi tí nữa khách đến đông đủ rồi ta vào mâm luôn. Vâng vâng. Thôi, nước non gì ạ? Em mình ăn cỗ luôn đi ạ. Từ cỗ mình cười này, thấy bác làm được cái nhà khang trang thế này là mừng cho hai bác. Dạ. Thế mà bác gái nhà mình đâu nhỉ? À dạ vâng, đấy cũng là lỗi quá, cho nên là hai bác chờ một lát ạ. À mình ơi. Dạ. Có vợ chồng bác Phú Nghĩa sang đây này. Rồi. Mình gọi em ạ. Chà, nó cũng ngon rồi. Dạ. Cái gì nó cũng ngon thế. Vợ chồng bác Phú Nghĩa sang đây rồi. Em chào hai bác Phú Nghĩa ạ. Chào bác. Dạ. Này, thế mình xem khách khứa đã đông đủ rồi thì mình mời hai bác đi vào mâm. À, mình đã chuẩn bị xong hết cả chưa? Dạ thưa mình, là hôm qua mình dặn như thế nào thì hôm nay em đã làm đúng như thế rồi ạ. Có món cầy tơ 7 món này. Cầy tơ 7 món. Cầy tơ 7 món. Úi giời ơi, cái món này mà nó nhắm cái gì ạ thì thôi. Dạ có cả cá chép om dưa nữa ạ. Cá chép om dưa. Ôi trời ơi, cá chép om dưa. Ui, cái món này nó gọi là tuyệt vời. Có gà hấp lá chanh nữa mình. Gà hấp lá chanh. Ở cỗ thì lúc nào cũng phải có món này rồi. Cả món canh mọc bong bóng nữa mình ạ. Ôi trời ơi. Riêng cái món này nha, là không chỉ một mình em thích mà cái thằng chồng em cũng thích. Thế tốt quá. Cỗ như thế là cũng đầy đủ hết cả rồi. Thế bây giờ mình có thể mời hai bác đây vào dùng bữa luôn cũng được. Hôm nay là tân gia của nhà em, cho nên hai bác sang có gì không phải thì cũng mong hai bác bỏ qua cho. Không có cái gì đâu mà bỏ qua cho, cứ cố ngon là bỏ hết. Rồi. Thế cứ từ từ đó bác. Chờ khách cứ đông đủ thì mình ăn cũng được mà. Đủ rồi. Ba cái thì là chu đáo quá. Đúng là ông Linh, ông Phú Linh là có phúc có đức, lấy được một người vợ công dung ngôn hạnh, đảm đang tài giỏi. Đây, từ hai bàn tay trắng dựng lên được một cái cơ đồ nó khang trang như thế này. Ấy, bác Phú Nghĩa cứ nói quá, chứ nhà em là phải nhờ vả anh em, bạn bè, hàng xóm láng giềng thì mới nên được cơ ngơi như thế này đấy ạ. Bác cứ khiêm tốn. Đã bảo rồi, ở nhà đã bảo rồi, làm gì mà có cái chuyện tẩy trắng mà đời làm được cái cơ ngơi thế này. Cứ, có mà nhờ vả hết đấy. Có im cái mồm được không? Làm sao mà tôi phải im? Thưa bác. Vì đâu là mất mặt đấy đấy. Làm sao mà mất mặt hả? Anh nói phải biết giữ mồm giữ miệng. Giữ mồm giữ miệng cái gì? Đừng có ý với tôi. Tôi nói cái gì mà giữ mồm giữ miệng? Nhìn cái này, nhìn vào ông Phú Linh mà học tập nhá. Học tập cái gì hả? Hả? Tôi nói cho ông biết, ông thích công dung ngôn hạnh cái gì? Đây có hết nhá, có tất nhá, nhưng mà đây không thích rồi nhá. Bác
Bác phải bình tĩnh đã. Bác cứ để yên em. Thế bác không điện được nhé. Bỏ ra. Này ông điên đi, ông định làm gì? Ông định làm gì thôi? Bác vào bếp. Bác vào bếp giúp em một tí. Nhà em còn nhiều việc quá đi bác. Này thôi. Nể lắm đấy nhá. Nể hai bác lắm đấy. Hôm nay tôi đi. Mình có ý biết không? Được rồi bác. Bác cứ ngồi xuống, bác cứ bình tĩnh đã. Bác cứ ngồi xuống đây. Hôm nay là tân gia của nhà em. Có gì thì hai bác về nhà đóng cửa bảo nhau. Chứ ai lại làm như thế mất mặt lắm. Thôi, bác cứ ngồi. Khổ quá nhưng mà bác ơi, nhà em đóng cửa nó lại không bảo được nhau mình nhục chứ. Bác cứ uống chén nước, hạ hỏa. Đấy bác thấy đấy, nó có vô duyên không? Bác là cái chỗ thân tình, nên em chả giấu làm gì. Từ lúc đến đây, bác thấy có vô duyên không? Tôi hiểu mà, nhưng mà thôi dù sao cũng là vợ mình, đầu gối tay ấp, xấu chàng thì hổ ai hả bác, mình cứ nhịn đi một tí, rồi cũng không thiệt đâu mà lo. Thôi, có khi... Em nghe bác, em sẽ nhịn, vâng. Vợ già thì dạy bảo từ từ, à, thôi bây giờ... em sẽ bảo ấy, nó phải học tập cái bác gái bên nhà mình. Đội ơn bác ạ, thôi mọi việc cũng đâu còn đó bác ạ, bác phải hạ hỏa. Thôi, đến giờ rồi, rước bác vào dùng cơm ạ. Nô, dạ. Con xuống chuẩn bị hết đi. Dạ, vâng ạ, con vào ngay đây ạ. Xuống làm chén rượu cho nó hạ hỏa ấy. Dạ. Thấy bác đã dựng được cái cơ ngơi khang trang này là em mừng lắm. Dạ, đội ơn cũng muốn uống một lần say với bác. Dạ, đội ơn bác ạ, à. Dạ. Rước bác ạ. Ôi trời ơi, Mình ơi, nhanh, chào nhanh, em. Nhanh, nhanh lên Mình ơi. Đây rồi, em đây, em đây. Nhanh. Ôi, cái khổ chưa. Không phải nữa. Không sai được đâu. Thôi chút đi gánh nặng đường xa. Ngược xuôi bôn ba, nay ta về nhà ta. Không về nhà ta thì phải đâu. Đường đầy chất chồng hết. Lâm rồi lại mê, không mê nhà em ta mình mang là quả bốn bề. Đấy, gớm, những cái lúc say như này ấy, mới nhận ra được vợ tốt như thế nào chưa? Vợ ta lúc nào chả tốt. Chả tốt thì sao? Đấy, thế mà đi ra bên ngoài, lúc nào cũng nói xấu vợ, hết thế này lại hết thế kia. Nói điêu. Nói xấu vợ khi nào? Này, đây là chỉ góp ý để cho vợ thay đổi, để tốt hơn, để mát mày mát mặt với bạn với bè hơn. Tính vợ ấy là cái như hồ lửa, ăn nói thì sỗ sàng, chỉ được mỗi cái tâm nó tốt. Nhưng mà vợ vẫn phải thay đổi đi. Chồng chỉ có góp ý cho vợ để vợ thay đổi, để vợ lớn lên. Lớn lên á? Em thấy em lớn rồi mà. Chỗ này, chỗ nào mà chẳng lớn. Lớn là lớn cái đầu, chứ không phải lớn là cái mồm. To mồm là nhiều lúc nó không có tốt. Vợ phải nhìn cái vợ lão phú mà học. Phải yếu điệu thục nữ. Mọi việc phải là cưng chiều chồng, ăn nói phải nhẹ nhàng tế nhị. Ai cứ bùm bùm toát toát như thế. Thôi được rồi, thế là nói tóm lại là bây giờ em phải yểu điệu thục nữ nết na, giống như là vợ của lão Phú Linh chứ gì. Đúng rồi. Thì muốn em thay đổi thì em thay đổi được chưa? Thế mà thay đổi thì nhà mới vui được. Thế đi về nhà đi. Chút hết gánh nặng đường xa, ta lại về nhà ta. Tòm chát tòm hồng tuyết đi mới ngày nào còn chưa biết cái chi
Và dù sinh nghĩ nhiều thứ chẳng ra gì, bao năm đại vẫn chưa có gì là một quý tử. Toàm toàm chát chát toàm toàm. Mình về thế nè. Mình ơi. Sao thế? Em thèm ăn chuối. Gớm. Chuối ngày nào chả ăn mà vẫn còn thèm. Chứ được rồi, mình thích ăn chuối thì để tôi cho mình cái quả chuối của tôi. Trong người lúc nào chả có quả chuối. Mình trêu em. Trêu đâu. Này, mình biết tôi cũng thích ăn chuối mà. Đây, chuối của mình đây. Mình biết tôi cũng thích ăn chuối, lúc nào chả giấu một quả trong người. Không phải chuối này. Thế chuối nào? Chuối xanh cơ. Này, hôm nay có đổi gió không? Có giở trời không? Sao lại thích ăn chuối xanh? Em không biết nữa. Dạo này á, em thích ăn chuối xanh lắm. Mà chuối càng xanh em lại càng thích. Trời ơi, em chỉ cần tưởng tượng á, em cắt cái lát chuối thôi, xong em kẹp với lại muối ớt. Trời ơi, ta nói nó ngon lắm mình ạ. À. Xong em lại còn thích ăn súp chát nhá. Súp chát mà chấm với muối nữa thì nó ngon lắm. Này, thích ăn chuối xanh, sung chát, vâng, kèm cả khế chua. Nhiều lúc bốc cả bức vách ăn. Sao mình biết? Ui. Mình ơi, hay là em bị bệnh gì à? Ui, không được đâu, em chưa muốn chết đâu mình ơi. Không, 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 không. Như nào? Hay là mình như nào? Mình có nghẹn. Đúng rồi. Ôi trời ơi, thế này là tôi sắp có quý tử nối dõi rồi. Đúng rồi. Này, đợt này thấy mình cũng khác lạ lắm. Thần thái khác này. Rồi, hình như là béo lên. Đúng rồi. Bây giờ để tôi đưa mình đi khám thầy lang xem là có đúng là sắp có quý tử không. Em có em bé hả mình? Đúng rồi. Đi khám thầy lang ngay. Nào. Trời ơi, thế này thì vui quá. Các cụ nói không có sai. Đúng là tu nhân tích đức muốn đời thịnh, ăn ở hiền lành phước để sau. Nô! Nô ơi! Dạ cái gì? Ra ông Bảo đây! Nhanh lên! Mới sớm mà đã ngáp ngủ rồi. Đêm hôm thế này ông còn gọi con ra. Con vừa mới chợp mắt, đang mơ được ăn miếng xôi. Chưa cho vào mồm, ông làm mất cả miếng xôi còn tỉnh luôn. Mày suốt ngày chỉ có ăn thôi. Nghe ông dặn đây. Dạ. Mai, sang nhà ông Phú Linh. Dạ. Bảo là ông con chuyển nhời. Dạ. À, ngày này, năm này, giờ này, tháng sau, mời ông qua nhà con. À, ăn cứ cậu quý tử mừng cho ông con. Ơ à, giờ này, ngày này, năm này thì con hiểu, sao lại phải tháng sau? Cái đầu mày này rốt lắm con ạ. Thế cậu vừa mới ra đời thì có phải một tháng nữa mới đầy cứ không hả? Ờ nhờ. Nhớ chưa? Ờ, con quên hết rồi. Ông nhắc lại cho con đây nào. Gì lằng nhằng quá. Nghe ông dặn này. Yeah. Mai sớm sang nhà ông Phú Linh. Yeah. Mời ông ấy. Bảo ông con chuyển lời. Mời ông. Ngày này, giờ này, năm này, tháng sau sang nhà con uống chén rượu
mừng cho ông bà con sinh được cậu quý tử. Nhớ chưa? À, con nhớ rồi. Giờ này, ngày này, năm này, tháng sau, mời ông bà sang nhà con ăn cái lễ thôi nôi mừng cậu ấm ra đời. Hài rồi, ra đóng cửa rồi vào mới đi ngủ. Ruột ngại ngáp. Ông vừa nói mình cái gì nhỉ? Em mời mình thầm trà. Cảm ơn mình. Trà ngon. Dạ, bẩm ông bà ạ. Có việc gì thế con? Dạ, thưa ông bà, có người ở bên nhà ông Phú Nghĩa muốn sang hỏi thăm ông bà ạ. Con ra mời người ta vào. Nhớ là phải nhiệt tình chu đáo, đừng để mất lòng người ta. Dạ, lời ông dạy con xin nghe ạ. Đi đi con. Mình này, ngày nào mình cũng pha trà cho tôi như thế này là tôi vui lắm. Trà này rất ngon, mình mua giúp tôi vài cân để tôi sang biếu cụ Lý, mình nhé. Em biết rồi mình ạ. Úi, úi dồi. Dạ, bẩm ông bà. Dạ. À, ông nhận ra con rồi. Ông nhớ ngày xưa, lúc ông sang nhà ông Phú Nghĩa ấy, là con cũng cao lớn lắm cơ mà nhỉ? Sao bây giờ lại quắt đi thế con? Dạ, bẩm ông đúng rồi ạ. Dạ, đấy, ông biết đấy. Ngày xưa con to con là thế, vai năm tấc rộng, thân 10 thước cao. Thế nhưng mà con vừa trèo cây ổi, con ngã cắm đầu xuống đất, người nó chun lại một mẩu như này ạ. Khổ thân. Ơ mà ông ơi, thế con sang đây có việc gì nhỉ? Thế ông cả Nghĩa, ông ấy sai con sang đây là có việc gì muốn báo lại với ông. Con nhớ không? Con quên mất rồi. Hay là ông để con về con bẩm lại ông con. Con xem có việc gì con sang con bẩm lại ông nhá. Thôi, dạ. Thế cũng được. Thằng này, đi ra. Đúng là người ở. À, con nhớ ra rồi, con nhớ ra rồi. Dạ, bẩm ông. Ông bà con dặn sang đây mời ông bà. Giờ này, ngày này, năm này, tháng sau. Sao lại tháng sau hả con? Thì ông bà con dặn thế, con biết thế. Tháng sau, mời ông bà hạ cố qua nhà con ăn kinh lễ thôi nôi. Thế là... Dạ, là ông bà con vừa hạ cố sinh một quý tử. Mừng quá. Thế thì tốt quá rồi. Ông Phú Nghĩa là cũng ngoại tứ tuần rồi, mà bây giờ mới sinh được quý tử, chắc chắn là vợ chồng ông sẽ sang nhé. Dạ. À mà bà con dặn là ông bà sang ấy không phải quà cáp gì đâu. Sao lại thế? Bà con dặn thế thì con biết thế. Không được đâu. À nhưng mà tiền thì bà con bảo cũng mang sang bà con nhận gửi cho cậu quý tử nhà được, con. Được rồi, ông hiểu rồi nhá. Dạ. Con về con nói lại với ông Phú Nghĩa là chắc chắn vợ chồng ông sẽ sang để mừng lễ thôi nôi cậu quý tử, được chưa? Dạ. Nhớ đấy nhá. Dạ, xin phép ông bà con về. Rồi, cái thằng này đi ra. Dạ. Toàn trắng. Úi giời. Dạ, thưa ông bà. Ông bà đó chưa để con dọn cơm ạ. Ừ, con dọn cơm đi, để ông bà ăn nhá. Dạ, vâng ạ. Yêu quá. Để thầy ru con ngủ nào. Mẹ chú, mẹ chú. Đôi là có con chim xanh, ăn nó là ăn nó tâm mát, ăn nó tâm mát đầu cành. Đầu cành dâu ra đường về, bên đi ấy bao xa. Ôi trời ơi,
xinh quá, yêu quá. Yêu chưa? Giống thời cái như đúc ấy nhỉ. Cái mắt này này, cái mắt này, nó yêu này. Nhìn con ngủ thôi cũng dễ thương mình ạ. À. Dễ thương quá cái này. Còn cái miệng nó kìa, chúng cha chúng chim. Xinh ơi là xinh. Xinh giống ai? Duyên như cái miệng của mình ấy. Đấy, mình thấy chưa? Mình phải biết trân trọng em đấy nhá. Tôi lúc nào chả trân quý mình. Tôi cảm ơn mình đã sinh cho tôi một quý tử để mát mày, mát mặt với xóm, với làng, với họ, với hàng. Đây, đây này, có bao nhiêu của quý. Đấy, dành hết cả cho con trai. Đưa đây cho mẹ con giữ này. Rồi. Đấy. Ôi, con ơi, con ơi. Thầy thương con lắm đấy nhá, của chìm của nổi thầy bảo thầy cho con hết đấy. Thương lắm chứ không thương thì thương ai. Mẹ thương. Yêu lắm. Đáng yêu chưa kìa. Cái thằng kia, sao lúc nào mày cũng áp ngủ thế hả? Kiểm Minh, có chuyện gì thế con? Ông bà ơi, có ông Phú Linh sang gặp ông bà ấy. Có cho vào không ạ? Hay tôi có cho về luôn? Ấy, sao lại cho về luôn? Ông mời ông ấy sang đây thì con phải mời ông vào nhà chứ. Nhưng mà con thấy mặt ông Phú Linh nó hóng hóng, chắc sang đây thì không có đấy. Thằng này, không được nói bạn ông như thế. Bạn ông với ông là cái chỗ thân tình thì ông mới sang mừng cho ông. Con nói như thế là không có được đâu đấy. Ra mời ông vào đây cho ông. Rồi, con biết rồi. Nói cẩn thận nha. Đấy, đấy, đấy. Con biết rồi. Mày quát ông đấy à? Mày quát bà đấy à? Thôi, con mời ông bà. Đừng có nói to, con nó giật mình. Quạt, quạt nhẹ thôi. Xin chào ông bà. Quý hóa bà. Ông bà sang chơi. Mời ông bà ngồi. Ngồi xuống đi mình. Ông bà ngồi. Ông bà tự lấy nước uống nhá. Ủa đấy. Ra nước con. Quý tử trộm vía quá. Kháu khỉnh quá. Ra nước đi con. Nó đáng yêu như em. Mà bác Phú Nghĩa này. Dạ. Bác cũng tài thật đấy. Ngoài tứ tuần rồi mà thế nào vẫn ra được quý tử. Mà sao nhanh thế nhỉ? Tôi nhớ là cái hôm mà sang ăn tân gia nhà tôi là đã có gì đâu nhỉ? Thì đấy, một là được nhờ hồng phúc tổ tiên, cái thứ hai là nhờ cái rượu của bác gái. Hôm đấy là em về uống rượu rồi là được quý tử đây này. Bác nhầm rồi, không phải là do rượu đâu mà tất cả là do bác thôi. Không phải là do nhà em đâu bác ạ. Chứ mà được thằng cu như thế này là gia đình nhà em cũng nhờ hàng xóm nhiều lắm đấy ạ. Ôi giời. Này. Cái gì đấy? Nhờ hàng xóm. Nhờ hàng xóm là thế nào? Mẹ chưa, mẹ chưa, mẹ chưa. Cô làm cái gì đằng sau lưng tôi? Bác ơi, bác cứ để cho em. Bác ơi. Hôm nay phải làm cho rõ ngôi cho quay. Nên còn dương cả quá. Bác mình tính hả? À, thì ra là cái đồ lăng loàn. Bác này ra vẻ chính chuyên. Buổi tối thì làm chuyện liên thiên đằng sau tôi à? Bác ơi. Im để cho con nói. Không im được. Bác ơi. Đấy, hai bác thấy đấy. Có thử có một tí thôi mà đã sồi lên như thế rồi. Đấy, hai bác thấy chưa? Bác thì thấy là không được. Đấy, con của ai thì mình tự biết nhá. Nhìn cái mặt nó lù lù thế này. Ôi mẹ thương, mẹ thương, mẹ thương. Thử, ai lại thử thế? Thầy, không thầy, thử thầy, à? Thầy thương. Trời ơi, làm con thầy giật mình đúng không? Thương lắm. Thôi, bỏ ra đi. Đấy, thế... hai bác thấy đấy. Đi đâu lúc nào cũng kể xấu em, xong so sánh em với người này người kia. Hai bác thấy, em là sao mà chịu được? Kể xấu khi nào? Cái hôm... Khổ quá nhưng mà bác ơi, nhà em đóng cửa nó lại không bảo được nhau với nhục chứ. Bác cứ uống chén nước. Đấy bác thấy đấy. Nó có vô duyên không? Bác là cái chỗ thân tình nên em chả giấu làm gì. Từ lúc nó đến đây bác thấy có vô duyên không? Tôi hiểu mà. Nhưng mà thôi, dù sao cũng là vợ mình, đầu gối tay gấp, xấu chàng thì hổ ai hả bác. Mình cứ nhịn đi một tí rồi cũng không thiệt đâu mà lo. Đấy à, thôi. Đấy bác ạ. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người một tính cách nữa. Nên là có việc gì thì nhẹ nhàng rồi bảo nhau sau bác ạ. Chứ bác thấy đấy,
bọn em là phận đàn bà, mới sinh ra thì đã khổ hơn đàn ông rồi. Sau thì có việc gì thì bác nhẹ nhàng chỉ bảo, rồi về nhà đóng cửa bảo nhau sau bác ạ. Rồi rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn bác Phú. Này, mình... Dề. Tôi xin lỗi. Không từ lỗi. Dày, từ dày, tôi sẽ nhẹ nhàng, nghe lời, rồi không làm cho mình giận nữa nhá. Thôi bác Phú ạ. Hôm nay là ngày vui, mọi cái chuyện không vui bỏ qua đi mình ạ. Bây giờ mời ông bà vào uống với vợ chồng em chén rượu. Dạ vâng. Mừng thôi nôi cháu. Đó. Dạ. Dọn cơm. Vâng ạ. Bà cứ bình tĩnh để tôi giải thích thế nào. Ông có gì để giải thích hả? Là bây giờ ông nói đi. Tôi cho ông để ông nói đấy. Nhanh lên. Ông đừng để tôi lên cơn điên. Thế bà cho tôi ngồi xuống để tôi nói. Rồi, chả là thế này. Các cụ ở trong đình ấy đang nói xấu phụ nữ. Hả? Nói xấu ai? Nói xấu phụ nữ là ai? Đấy là phụ nữ ở trong làng ta ấy. Tôi đã bảo không, đấy là ai chứ, vợ tôi là không xấu được, vợ tôi đẹp lắm, vợ tôi là thắt đáy lưng ông này, công dung ngôn hạnh này. Thế thì các cụ bảo là ôi trời ơi, vợ ông có mà thắt cổ ấy. lưng gì đấy lưng voi, lưng ông cái gì mà công gì, công dung ngôn hạnh có mà sư tử Hà Đông. Không, thì tôi bảo là không, vợ tôi như thế mà. Thì các cụ lại bảo vợ ông không thể bằng cái con hến ở trong làng được. Tôi mà không bằng cái con hến nhé. Không, đấy là các cụ ấy nói. Các cụ ấy bảo là cái con hến ấy, người nó đẹp lắm, nó thắt đáy lưng ông này, thế rồi là nó lại còn lẳng lơ nữa. Thế thì tôi bảo thế thì phải để tôi đi thử xem. Hả? Thế là bây giờ cháy nhà ra mặt chuột nhá. Không. Thế là ông vẽ ván con hến đúng không? Không. Ông ra ông tầm tem nó đúng không? Để nó chửi ra mặt cho đúng không? Bà ơi, bà ơi. Con nói, ông nhà mình thực ra là chưa sờ vào người con hến đâu. Ông nhà mình mới chỉ sờ vào cái lưng áo của nó thôi. Thì nó mới bù loa lên. Mà bà biết đấy, ở trên đời là không có ai ăn không ăn hỏng của ai cả. Con hến này nó chưa thấy tiền đâu. Mà ông sờ vào người nó mới bù loa lên đấy chứ ạ. Đấy, thế là cái máu dê ở trong ông nó trỗi dậy rồi đấy đúng không? Hả? À, ông môi do chắc chấu vào mặt ông tôi như thế à? Tôi truyền hồn báo danh cho ông biết nhá. Từ bây giờ nhá, là ông không đi đâu hết, cả Tết này ông ở trong nhà cho tôi nhá. Nhá, ông đừng để tôi tăng sông, ông đừng để tôi lên cơn điên nhá, mà tôi... Bà ơi, sao bà không cho tôi ra ngoài được? Tết mà bà không cho tôi đi thì... tôi còn thu Tết làm sao được. Đấy không phải việc của ông. Đã có tôi với lại thằng Nô rồi. Nhưng mà cả năm có một cái Tết để mình đi thu. Thế mà bây giờ ở nhà thì thu vào đâu được. Thôi được rồi. Thằng Nô. Dạ. Bà truyền hồn báo danh cho mày biết nhá. Tết này mà ông đi thu nhá, mày phải hộ tống ông đi đến nơi về đến chốn. Thu xong về luôn, cấm tạt ngang tạt ngửa nhá. Bà mà biết mày để ông tạt ngang tạt ngửa thì bà tao cắt luôn nhá. Mày nghe rõ chưa? Mà mày đi bơ nhá, tao thả mày xuống sông luôn đấy. Ê mà bà ơi, con có trách nhiệm hầu hạ ông, nhưng làm sao con kiểm soát được hành động của ông hả bà? Mày phải kiểm soát được nhá.
Thêm một lần nữa mà mày để bà xấu hổ nhá, mày để ông bôi do chất chấu vào mặt bà nhá, tao thì à, tao đóng vợ mày, tao thả cho mày trôi sông luôn đấy nhá. Tôi mệt quá rồi, không thể ngồi đây để nói chuyện với ông được nữa rồi. Mất hết. Đốn. Ôi, ông ơi, tình hình này chắc là con ở vậy không dám lấy vợ đâu ạ. Cái gì? Sao lại không lấy vợ? Nhà phải có nóc chứ. Cái gì đấy? Nóc nào? Không. Tôi đang dạy cái thằng nô này là nhà này là bà là cái nóc nhà, cho nên phải nghe theo bà. Mày rõ chưa? Dạ. Đâu cái đầu rồi? Đứng lại! Ông có mệt không? Cấp à? Khổ quá, em chọn lấy tiền của vợ em. Thế mà nó đánh em sưng cả mồm như này. Ôi giời ơi, sưng hết cả mặt mũi. Bà nghĩ cách nào bà cứu em với. Tạm rồi. Ông chạy đi đâu? Ông chạy đi đâu? Đâu rồi ông đứng lại không? Này. Cô, bác. Có cái chuyện gì thế cô? Bác ơi. Em hỏi bác nhá. Bác có nhìn thấy lão chồng nhà em chạy qua đây không hả bác? Lão ấy chạy hướng nào hả bác? Không có thấy chú ấy đâu. Thế nhưng mà có chuyện gì thế? Ôi giời bác ơi, em khổ lắm bác ơi. Hai vợ chồng tiết kiệm được một chút tiền để mà Tết, lấy tiền tiêu Tết. Thế mà lão chồng nhà em nhá, nó lại dám lấy hết tiền để mà đi nhậu nhẹt uống rượu bác ạ. Ôi, điên quá, thế em điên quá. Lấy hết tiền Tết của vợ để đi nhậu à? Vâng. Trời ơi, thế thì đánh cho chết. Đúng rồi ạ. Cứ đánh cho chết cho nó rửa cái gì. Đâu đánh con. Thế nhưng mà tôi nói thật nhá, nói thế thôi chứ đàn bà ấy mà cái đòn gánh này để gánh vác ở trên vai, chứ đem đi đánh chồng ở ngoài đường ngoài chợ như thế thì người ta cười chết. Em cũng biết chứ, nhưng mà em điên lắm, em phải đánh mới chừa bác ạ. Thôi có gì ấy thì vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau, chứ làm mầm mỹ này thì không hay đâu nhá. Thế em hỏi thật, bác có nhìn thấy lão chồng em chạy qua đây không ạ? Nhìn thì tôi không nhìn thấy chú ấy. Ôi. Nhưng mà tôi thấy có người nhảy xuống dưới sông này. Đúng rồi. Không biết có phải là chú ấy không? Có người nhảy xuống dưới sông? Ôi, chồng em đấy. Mình ơi. Thế là chú ấy à? Cười cái gì? Cười gì? Ông dọa có một tí đã sợ hết cả bà rồi. Bác thì... Điều đó chứng tỏ là vẫn còn thương chồng lắm. Vâng. Này, thôi tôi nói thật với cô nhé. Thương chồng như vậy ấy, thì vợ chồng có gì thì về đóng cửa bảo nhau. Chứ đừng làm ở Mỹ ở làng xóm này thì người ta cười cho nhá. Thì em cũng biết là như thế. Ừ. Nhưng mà em phải đánh nó mới chừa được bác ạ. Thôi, tôi đã khuyên như thế rồi. Nhưng mà bây giờ tôi nói thật nhá, tôi nói đùa thế thôi, chứ không phải chú nhảy xuống sông đâu. Nhưng mà bây giờ tôi nói thật thì cô phải hứa với tôi nhá, là không được đánh chú nhá. Thì bác cứ nói đi. Như cô hứa đi. Thì em hứa. Được rồi, hứa thì bây giờ tôi nói thật nhá, chú ấy là chú chạy theo hướng này này. Đấy, nhớ là gặp chú ấy là phải nhẹ nhàng nhá. Thế là lão chồng nhà em chạy hướng này gì à? Rồi nhá. Chạy hướng đấy đúng không? Quả này nhá em bắt được nhá, em đánh cho như tử. Ông đứng đây. Này, ôi trời ơi, vừa mới hứa xong lại thế à? Đúng là đàn bà, không tin được đàn bà hứa đấy. Đấy, không thể tin được bác ạ. Ừ. Vừa mới hứa xong, tí nó gặp nó đánh ngay. Thế nhưng mà bây giờ tôi hỏi thật chú nhé, thế chú làm sao mà để nó vác đòn gánh đi, nó đuổi nó đánh thế? Khổ quá, em có làm cái gì đâu. Chẳng quá. Em ăn trộm ít tiền để mời cụ Lý đi ả đào. Thì hôm đấy là cũng rượu vào vui quá, cho nên là em cũng cho cụ vui, cho nên là em cho hết
không cầm đồng nào về thì nó mới điên, nó mới đánh em. Cái tội đấy nó đánh là phải rồi. Bác thử nghĩ chứ. Mình đường đường đứng nam như thế này. Ra đường là nhìn ối người sợ. Về nhà là kẻ hộ người hạ đủ cả. Thế mà hở một tí nó đánh thôi. Như tử ở cái làng này ấy, em có lẽ là người đen đủ nhất thì lấy phải con hổ vồ. Thì tưởng thế nào chứ. Giống ông con, ở nhà ông con cũng bị vợ đánh suốt. Người láo lắm, còn đánh cho người vỡ mõm ấy. Con thấy bác ơi, ở nhà là bác là cũng giống như em. Giống là giống thế nào? Tôi đường đường là một trọc phú. Vợ tôi vớ vẩn, tôi đập chết chứ gì. Tôi nói cho chú biết nhá. Vợ tôi mà giống như vợ chú rồi nha, tôi đánh chết. Vâng. Trời ơi, ông thật là có chí khí. Chí khí chứ còn gì nữa. Thì em hỏi thật, bác có cái cách nào trị vợ thì bác bảo với em với, chứ em khổ lắm rồi. Tôi nói thật với chú nhé, vợ thì nó cũng dăm bảy đường vợ, nhưng mà mình phải hiểu cái vợ như thế nào chứ. Vợ của chú khác, vợ của tôi khác nhá. Cái điều quan trọng là ta phải tìm được tận gốc, hái được tận ngọn. Tức là đó là như thế nào ạ? Giống như là trồng cây ấy. Giống như là chăm sóc cái cây bonsai ấy. Thì là mình muốn cong thì mình sẽ uốn thành cong, mà mình cho nó thẳng thì cho nó thẳng. Không, nhưng vợ em lại muốn nó phải vẹo. Vẹo? Vẹo gì? Vẹo thì chú vặn nó lại. Vặn lại. Ông ơi, thế thì con hiểu rồi đấy. Chị vợ là vặn vẹo đúng không? Mày ít cái mồm. Chú đã hiểu chưa? Em chưa. Thôi, bây giờ thế này. Để hiểu sâu hơn ý, thì em mời bác về nhà em, chúng ta làm bữa rượu. Rồi em từ từ em sẽ hiểu. Được không ạ? Vâng. Đi em về chỗ. Chú. Dạ. Sao ạ? Này, nhưng mà vừa rồi ấy, tôi thấy vợ chú cầm cái đòn gánh. Bây giờ tôi với chú về, liệu có ổn không? Không, không ổn đâu. Không ổn thì về đây là chết à? À mà ổn, bởi vì em đi cùng với bác cơ mà. Uy của bác như thế này, chắc chắn vợ em nó phải để mặt, nó phải sợ chứ, đúng không ạ? Con Lý. Bác, đi luôn bác. Ông ơi, hả? Thế thì ông con mình lại có cỗ hả ông? Lại có. Đi ông. Đây, mời bác ngồi. Trời ơi, vẫn đau thế à? Vợ em da đòn nặng quá. Ông lau máu kìa. Do nước ra đi. Dạ. Ôi thì... Thế mà sao chưa thấy cố bàn gì nhỉ? Em nghĩ là cái tình hình này có thể hôm khác quá. Chứ em đau lắm. Mà bây giờ mồm mép em như thế này, uống nó cũng khó. Mà em cũng không biết là tí nữa vợ em nó về, có khi nó lại lanh tanh bảnh hết, nó lại tẩn em tiếp. Chú buồn cười. Chú mời tôi về đây để ăn cỗ, để uống rượu, để tôi bày cho chú cách đối phó với vợ chú. Thế mà chú lại bảo là thôi, thế có nói chuyện gì? Ông ơi, chắc là tiếc bữa cỗ đấy. Có thể như thế đấy. Chú tiếc tôi bữa cỗ chứ gì? Không, rồi, ăn uống với em với bác thì em tiếc cái gì đâu. Nhưng mà cái tâm trạng của em bây giờ nó bất an, nó hồi hộp, nó lo lắng, nó sợ sệt với bác ạ. Chính vì thế mà em nghĩ ăn nó cũng không ngon. Thôi được rồi, thế bây giờ thế này nhá. Chú cứ đem rượu ra đây. À vâng, rồi rượu. Rượu thì nhà em lúc nào cũng sẵn. Nô. Dạ. Tôi vào con sen mang cho ông chai rượu ra đây. Dạ, ông để đâu ạ? Bảo nó biết, nó chơi gầm giường. Dạ, vâng ạ. Bác phải nghĩ cách cho em
chứ em sống cũng không bằng chết như thế này, khổ tâm lắm. Thì đúng rồi. Hôm nay là tôi sẽ bày cho chú một cái cách rất hay để chú có thể trị được vợ chú. Ừ. Được thế thì còn gì bằng. Ừ, chứ sao? Bác... tôi là có nhiều kinh nghiệm lắm. Có gì thì bác cứ dạy bảo luôn đi ạ. Ừ. Dạy bảo làm sao được? Rượu vào thì nhời nó mới ra được. À, em hiểu rồi. Chứ có rượu sao mà nhời nó ra được nhá. Đồ. Đây 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 à, rượu đây. Đồ thế. À, dạ. Ra rượu đi đã. Nha. Ra rượu đi đã. Rượu vào thì mọi chuyện. Ui thơm lắm ông ạ. Rượu nhà ông đúng là rượu ngon đấy. Ngon cũng không đến lượt mày. Ra rượu nhanh lên. Đây, đây ạ. Dạ đây. Thôi em mệt thì mệt cũng phải kính bác một ly. À, bây giờ tôi nói cho chú biết nha. Cái chung quy các bà ấy ghét chúng ta là chỉ vì cái chuyện chúng ta cứ hay đi tỏm tém. Chú hiểu không? Cho nên là bây giờ là chúng ta phải hết sức cảnh giác cái việc đấy. Ừ. Đừng để cho các bà ấy biết thì đánh mình là phải thôi. Ôi, em nói thật với bác. Ừ. Cái tỏm tem đấy là ăn vào máu em rồi. Không thể nào bỏ được. Bây giờ bác bảo ăn vụng mà lại biết chùi mép thì lại tài quá. Em không để ý cái chuyện đấy đâu. Cho nên là cái cách đấy thì em thấy là không ổn. Thì đấy, càng cái tội là ăn vụng không biết chùi mép. Cho nên nó mới đấm cho vào mép sưng bếu lên kia. Chú thấy chưa? Cách đấy em nghĩ em không làm được. Bác xem bác có cái cách nào khác không? Thế cái cách đấy chú không làm được cái gì à? Em không... À thôi được rồi, bây giờ tôi mách cho chú một cách này thứ hai. Cách gì ạ? Là uống rượu thật say vào. Nha. Nó say vào là nó máu mình nó bốc lên là mình có thể mình đánh lại nó được. Mới lại nó có đánh mình thì mình cũng không đau. Nhớ không? Cách đấy có hay không? Không được đâu. Ôi, ôi. Em nói cho bác nghe. Bình thường ấy, là em nhìn một vợ là em đã sợ lắm rồi. Ừ. Bây giờ bác bảo em uống rượu say vào, em nhìn thành hai vợ thì cái nỗi sợ của em nó còn dâng lên gấp đôi, em không thể chịu được đâu. Chú đúng không? Khó nhỉ. Vâng. À, thôi được rồi. Bây giờ tôi có cách này hay lắm. Nhất định chú sẽ trị được vợ chú. Cách gì bác nói nhanh lên. Ờ, đây thế này nhá. Vâng. Kế hay, kế hay. Kế hay thì phải rượu ra chứ gì. À vâng. Chắc chắn là sẽ phải có một mâm cỗ. Nô, vào bảo gia nhân mang cỗ lên đây. Dạ. Rượu quá ngon. Vâng, em phải ngon. Thằng kia. Rót rượu. Ông ơi. Hả? Hết rượu rồi. Hả? Hết rồi. Sao lại hết rượu? À. Ông, sao lại hết rượu? Từ uống thế rồi bác ạ. Bốn bầu rồi. Hả? Bác phải để cho em tỉnh táo. Để tí nữa em còn làm theo những cái gì mà bác vừa mới chỉ bảo chứ. Bốn bầu gì à? Vâng. Rượu là ngon nhá. Hôm nào mang cho tôi một hũ nhá. Một hũ gì ạ? Ừ. Hôm nào bác sang đây uống thì em lại uống với bác hai hũ. Ừ. Lo cái gì rượu nhà em có mà đầy. Chú nhớ nhá. Cái gì đấy? Vợ em về, vợ em về. Hả? Ôi trời ơi, chú vợ về làm sao mà phải sợ thế? Lần nào vợ em nó về, nó nhìn thấy em uống rượu là nó cũng tẩn em tơi bởi hoa lá. Không sợ nhá, hôm nay có tôi ở đây rồi là chú không sợ. Hiểu chưa? Cứ đứng lên đi, cứ làm theo ý tôi đi. Phải rồi. Cứ thế. Có bác ở đây thì tại sao phải sợ? Chứ sao? À. Làm đi.
Không có sợ nữa nha. Rồi ơi, cái ông này, bây giờ ông còn lôi người về nhà để mà nhậu nhẹt uống rượu như thế này hả? Mày nói ai? Nhà nào? Tao đang ngồi ở quán. Quán nào? Đây là nhà chứ quán nào? Ông đứng dậy ngay cho tao. Bỏ tay ra. Cái con Đào này ai gọi nó đến đây? Ôi trời. Thằng Lô mày gọi đến đây à? Con Đào nào? Đuổi ra ngoài cho tao. Con Đào nào? Tôi là vợ của ông cơ mà. Nhá. Vợ nào? Hả? Vợ nào? Hả? Không vợ. Ôi trời ơi, ông còn đẩy tôi đấy nhá, cái ông này. Này, tao là tao đã có vợ rồi. Mày bỏ tay ra. Đúng rồi. Mày đừng có quyến rũ tao. Tao ghét nhất là đàn ông có cái thói trăng hoa, nhớ chưa? Tao cũng không có tiền để cho mày đâu. Mày cút ra ngoài cho tao. Để cho tao được uống rượu. Đấy, có thấy chưa? Bỏ tay ra, mày đừng có gần tao làm gì. Có thấy là chú yêu cô, yêu vợ, hướng vợ đến như thế nào chưa? Chỉ có vợ thôi, nhất vợ nhì giời. Dạ. Thế mà cứ đánh chú như thế nào? Trời ơi, em có biết đâu là chồng em yêu em như thế. Ôi Minh ơi. Chờ, bỏ tay ra, Minh. Em là vợ của mình mà. Đấy ra, đã bảo là bỏ ra thì mà buồn cười thế nhỉ? Thôi bác ơi, em dìu chồng em ở bên trong đó nhá. Say quá nhỉ? Dạ. Ừ, mà say là thật lắm. Thôi cho chú đi nghỉ đi. Nha. Mình. Buồn cười. Người say là người thật. Này. Đây là cô là bám vào tôi đấy nhá. Không, em vợ của mình mà. Trời ơi, yêu mình quá. Mày thấy chưa? Mày thấy kế của ông mày giỏi chưa? Mà bây giờ hết rượu rồi còn ngồi làm cái gì? Hết rượu rồi ông ạ. Sao? Con bảo ông này, trong cái khó nhiều khi lại ló cái khôn. Cái cách này của ông thông minh thật đấy. Chứ sao nữa, ông này. Nhưng mà thôi, sắp tối rồi, ông về đây nhỉ? Trời sắp tối rồi ông ơi, thôi đi về sớm đi. Ông bà lại tẩn chết. Mà bà có tẩn ông đâu, toàn tẩn con đấy. Đây, đằng này. Không tẩn mày đi tẩn ai. Chẳng nhất tẩn ông à. Ông sao mà tẩn ông nữa. Đây, ông đi cẩn thận nhá. Đây, ông đưa tay cho con. Ông ơi, tự nhiên mày được bữa cỗ ngon nhờ ông nhỉ? Phải nói là cỗ này của nó ngon đấy. Đây mà... này, ông ngồi đây. Cái điều thú vị là hôm nay ông học được nhiều điều. cái thằng chú em thế mà khá đấy. Dạ, con để múc ông ở đây nhé. Ông ơi. Ông. Cái gì đây? Hôm nay con chót uống mấy ngụm rượu. Ông cho con ngồi nhá, chứ con đứng đây con mệt lắm. Trời láo nhỉ, nhưng mà ai cho phép mày để uống như thế? Nhưng mà thôi được, mày ngồi xuống đây ông bảo. Ây da. Lần sau ấy nhá, không được uống ngụm trộm kiểu ấy. Đó. Cứ không người ta cười vào mặt ông là không biết dạy tôi tớ trong nhà. Thì ông thấy đấy. Hôm nay là cô bản ê chề ra, con có được miếng nào đâu, chỉ dám uống vài ngụm rượu nho nhỏ thôi. Mà tao nói cho mày biết nhá, mày không được uống rượu như thế. Uống thế mày say thì ai đưa ông về hả? Dạ, ôi. Ôi ông ơi, ông nói to thế, muộn rồi bà mà nghe thấy bà ra bà đánh chết. Tao đấy sợ nhá. Bây giờ tao là cái nóc nhà này rồi, tao là chủ cái nhà này rồi. Ơi. Hôm nay là tao học được nhiều điều, bây giờ tao khác, tao rất sợ. Ôi ông ơi, ông ơi, có lẽ ông tỉnh cho con nhờ. Ông uống rượu từ chiều đến giờ, mà sao ông vẫn chưa tỉnh thế hả ông? Thì tao đã say đâu mà tỉnh. Rồi ôi, mọi khi về, ông say xưa thế này, bà toàn đánh con chứ có đánh ông đâu. Con toàn là người chịu đòn thôi. Đúng là các cụ nói cũng có sai. Châu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Láo nào, mày bảo ai là châu ai là bò? Dạ, con không dám.
Bây giờ đi vào lôi cổ bà ấy ra đây lấy nước rửa chân cho ông. Đi đi. Dạ. Lão nào. Bây giờ đến Vương mới chọc mắt được một tí chị. Ôi, tôi đã bảo rồi. Gì đây? Tôi đã chuyển hồn báo danh cho ông là ông có đi thu nợ, thu nần gì xong một cái thì ông phải về nhà luôn cơ mà. Hả? Vẫn lại nhậu nhẹt say sưa bí tỉ như thế này à? Hả? Tại sao tôi nói mãi mà ông không hiểu thế hả? Mà cái thằng nô đâu? Ta đã bảo mày là đưa ông đi đến nơi về đến chỗ rồi mà mày vẫn để ông nhậu nhẹt như này à? Bà nhá, bà thì bà thả trôi sông mày nhá, cái thằng nô nhá. Cái con này láo thì buông tao ra. Ông bảo là ai lão? Ông bảo ai lão? Cái con này mày buông tao ra. Okay. Cái lão này, tao là người có vợ rồi nhá. Vợ tao là đẹp nhất cái vùng này. Nó ngoan ngoãn, nó hiền lành, chứ vớ vẩn như chúng mày. Này, tao nói cho mày biết nhá. Vợ tao là nhất luôn. Không bình thường thì chẳng cứ nói như thế. Bây giờ phải mượn rượu vào thì mới nói được những lời này với người ta. Ừ, thì những người uống rượu là người ta nói thật. Thôi đi vào đi nghỉ nào. Người gì cái gì? Sao tao lại nghỉ với mày nhỉ? Tao phải nghỉ với vợ tao chứ. Rồi vợ đây rồi. Nào thì đi vào đi nghỉ nào. Vào đi nghỉ hả? Thế à? Ôi thế nào là hóa cho là hến nè. Thế mà anh cứ tưởng là... Hến nào? Hến nào? Ông giỏi nhờ. Hóa ra là ông vẫn tơ